Đêm ngày 21 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022. Hai cái tên bị loại là Nguyễn Hải Huy, sinh năm 1991 và Khuất Văn Khang, sinh năm 2003. Nếu Khuất Văn Khang không lọt vào danh sách chính thức, đội tuyển Việt Nam sẽ là đội duy nhất không có cầu thủ trong độ tuổi U23, sinh từ 2001 trở về sau tại AFF Cup 2022. Tuy không có cầu thủ U23 nào, nhưng đội tuyển Việt Nam không phải là đội lớn tuổi nhất tại AFF Cup 2022. Theo thống kê dựa vào danh sách của các đội tính đến hết ngày 20 tháng 12, Singapore đang là đội già nhất với độ tuổi trung bình là 28,6, xếp sau lần lượt là Thái Lan 28,26, Brunei 27,86 và Việt Nam là 26 tuổi. Các đội tuyển Philippines, Indonesia, Myanmar đều có đội hình trong độ tuổi 24 và đội hình trẻ nhất là Lào 22 tuổi. Dù vậy, cũng còn một thống kê về đội tuyển Việt Nam chắc hẳn sẽ khiến không ít người giật mình. Tập thể dưới trường huấn luyện viên Park Hang-seo có tới 9 cầu thủ đã tham dự kỳ AF Cup thứ 3 liên tiếp tính đến giải đấu này. Đó là các hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hồng Dũng, Phan Văn Đức, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh. Cần biết, tại kỳ AF Cup 2020 diễn ra vào năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, đội tuyển việt nam vắng đặng văn lâm và đoàn văn hậu do chấn thương nếu không có lẽ số lượng cầu thủ dự kỳ af cup thứ ba liên tiếp dưới chiếc huấn luyện viên park hang seo đã đủ một đội hình thi đấu